Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên thêm lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản ở bên em bỏ ship ha. Thì hôm nay cuối tuần nha, cái nhà muốn mua hàng sale bên em á, thì cái nhà bấm vô cái kênh này ha. Đó, kênh này cũng là kênh của em luôn nha. Cứ bấm lên nè, đồng hồ Si Kim Phụng nha. Đó, mình search chỗ tìm kiếm nè, đồng hồ Si Kim Phụng sẽ ra cái này nha. Đó, rồi bấm vô biểu tượng nè, nó sẽ nhảy vô cái kênh của em ha. Đó, này là mình chốt bên nào cũng được, bên số này cũng được mà số của em cũng được ha. Thì mình bấm vô này, nếu mà ai chưa đăng ký bấm vô chỗ đăng ký nè. Là khi có video mới mình sẽ nhận được thông báo ha. Rồi bấm trang chủ nè, video nè, bấm vô chữ video nè. Rồi mình sẽ coi được tất cả các video luôn. Thì hôm nay ngày 30 nha, nè, bấm vô coi sale nè, có sale nha. Đó, anh em nào muốn mua hàng sale rẻ thì chốt bên đây ha. Ví dụ mà cả nhà mà chưa có không biết á, thì cứ báo em, nhắn qua Zalo á, em sẽ gửi cái đường link qua cho, đường link cái video này nè, rồi bấm vô cái biểu tượng nè. Đó, rồi bấm vô chữ đăng ký ha, ai chưa đăng ký mình đăng ký ha. Rồi thì đầu tiên nha, em lên cho nhà một con thương hiệu đợt rock house đi. Này là thương hiệu của dòng CGN nha, đợt rock house 1964. Con này pin năng lượng nha, chạy tới 6 kim nha, 6 kim một lịch, có dầu quang em test cho. Này đặc biệt nó là pin kim trôi luôn nha, trôi như cơ vậy. Đây dầu quang, đây dầu quang xanh lá cây ha. Đó, nè, bấm này trôi nha, kim lớn trôi như cơ vậy. Đó, vô cái nhà đeo vậy nè, đeo mình lên tay nè, nếu mình không nấu pin nó là cũng không ai biết pin nha, tôi tưởng cơ không à. Cái này đồng hồ thể thao nè, cái này là kim rốn đồng hồ chính nè, này 24 giờ chỉ ngày đêm thể thao nha. À, lịch gốc 4 rưỡi ha. Cái này của nó dạng như tĩnh điện nha, màu xanh tím tím, rất bóng đẹp lắm. Con này độ mới cao nha, dây khóa đây bản thép đúc ha, full zin luôn. Thì anh em nào đã từng mua những con này ở Việt Nam biết giá, giá mấy dòng này cao lắm, cao tiền lắm nha. Bên hông ở đây, mặt sau đây, cái này chuẩn hết nha, nó thuộc dòng Citizen luôn. Ví dụ mà cả nhà chưa có biết cái thương hiệu này nè, anh em chưa biết thương hiệu nè, chụp hình cái nè, search Google ha là ra liền mấy dòng chạy kim trôi ha, trôi như cơ vậy. Rồi con này thì xe ngang nha, đo cái rìa luôn á, đo rìa trước là 44 nha, nếu mà không đo rìa này chuẩn của nó là 42 nha, 42 là chuẩn nó luôn á. Cái càng thì 51.5 mỏng 12 ly 4 ha, bấm ngân thể thao cái nè, reset nè, full nha, full chức năng hết nha. Kính zin đẹp không sức mẻ đâu, kính đẹp luôn nha, dạng bóc vách lông mèo ha. Dây con này em test thử coi, con này dây 18.5 thoải mái luôn nha, 17 mới dư được hai ngón, 18 18.5 đeo thoải mái nha, lên tay 7 nè. Nên em tay 18 đeo cỡ này là đẹp nha. Với lại cái mắt này nếu mà anh em tay to cũng thông dụng nữa. Từ cái con này cái xoay mặt gì mà dây vậy là cũng không ngắn không dài nha, 18.5 đeo thoải mái nha. Mặt của nó kiểu mặt mặt đen nhưng mà mấy cái viền màu xanh nha, mấy cái đồng hồ nhỏ nè, phối kiểu xanh. Cái nền cũng xanh ha. Rồi một con thương hiệu The Clock House 1964 nha, dòng này nổi tiếng rồi. Rồi con này em bán 1.550.000 nha, 1.550.000 mã Q73 ha. Pin năng lượng kim trôi nha, pin năng kim trôi nha. Rồi em lên tiếp cho nhà một con Cross, này thương hiệu Mỹ nha, máy Nhật. Này thì kiểu thích hợp cho những anh em mà thích đeo dây da mỏng, dây da với lại anh em văn phòng mà nó quần tay áo sơ mi đúng luôn, con này full zin đó luôn nè, Cross. Thì anh em là chưa biết cái thương hiệu này cứ chụp hình search Google thời buổi 4.0 nha. Dây khóa này, cái màu dây zin nó vậy luôn nha, cái màu kiểu như là màu sám khói nha. Cái mặt cũng thiết kế nè, trẻ tia nè, cọc số vàng hồng ha, kim dây là kiểu nung xanh nha. Bên hông ở đây mới lắm, anh em nào kiểu thích mấy dòng này thấy mấy con này là phải khoái liền, thích liền. Tự cái dáng nó nhìn nó đẹp nha, nó sang Garrot thương hiệu Mỹ nha, máy Nhật sao băng bản thép, dây khóa mặt trong full zin đó nè. Nói chung cũng có đeo rồi nha, anh Nhật cũng có đeo một hai hai nước rồi đó. Thì cái dây da này á, nếu mà cả nhà về mình đeo lô vô á, đeo chừng xíu là nó mềm lại, tự dòng dây da của nhà biết rồi, mình xài nó sẽ mềm ha, còn mình để lâu thì hơi hơi cứng xíu, hơi hơi chai xíu, nhưng mà đeo chừng xíu là mềm lại. Giờ cái này hơi mềm rồi nè, dây xịn nó luôn, nguyên zin nó luôn á. Rồi con này thì xe ngang của nó nha, 39 xe thần tài ha,
chịu đựng luôn là 45.5 mỏng, 6 ly nha, kính zin đẹp không sứt mẻ nha. Con này đeo sang hơn con DW nhiều, nó cũng hãng thương hiệu của Mỹ á, bên Hồng. Độ mới rất cao, 4 góc. Phải xước 4 góc. Rồi con này bán 900 nha, 900k nha. 900k mà 066 ha, so với con hàng mới cái nhà mua mấy này thì quá hời nha, giá ok, lên tay. Anh em mà làm việc văn phòng quần tây áo sơ mi nữa lên mấy này đúng không? Kiểu nó sang nha. Rồi em lên tiếp cho nhà một con thương hiệu Mers. Này thương hiệu Pháp, này thương hiệu nổi tiếng rồi, anh em nào xài đồng hồ gì là biết nó rồi. Thương hiệu Mers. Mặt con này nha, nó sẽ là nó hơi tím tím nha. Nó kiểu xám xám khói mà tím tím rất độc. Thiết kế bộ kim đỏ nha, lệch góc 4 rưỡi nè. Đặc biệt con này là nó kính sapphire luôn, để em test cho nhà xem luôn. Kính sapphire nguyên khối luôn nha. Nè. Kính nhà thấy à, nó đọng nước. Con này mới lắm. Này anh em kiểu thích kiểu dòng 6 kim mà nè, kiểu thiết kế nè, thể thao nè đó. Mặt đẹp ha, lệch góc 4 4 rưỡi nè. Cọc số La Mã nha. Dây khóa bản thép. Khóa dập hiệu, thương hiệu Mớt ha. Dây khóa này. Thì anh em mà chưa biết thương hiệu này cứ chụp hình đó, nó có đây, để nó có thương hiệu đâu đây nè. Này là biểu tượng nó thôi, thương hiệu nó nằm ở đây nha, để cho em dặn cái kim mà cho nhà xem đây đó. Mình chụp hình cái nè, thương hiệu MUXK là mất đó. Chụp hình cái search Google là ra ha, nó là thương hiệu nổi tiếng của Paris Pháp này. Mặt của nó dạng tím tím xám bên hông. Con này chắc đó nha, này anh em kiểu thích dòng 6 kim ha, đầm tay chốt cái này đúng luôn. Xe của nó 39.6 40 đi. Chịu đứng luôn là 48 ha, mỏng. 11 đi 6, dây còn dài nha, dây dài. Ừ, con này thì dây 18, 18 đeo thoải mái luôn nha. Tay 17 lên vừa. Này anh em đẹp, cỡ tay 17 nha, 17 đổ lại đeo đẹp. Ừ. Nhìn chắc. 6 kim ha. Test 6 kim cho nhà. Này là kim thể thao nè. Thể thao này 24 giờ chỉ ngày đêm nè, có lịch rồi. Bấm lúc này nha, chrono rap chạy nè, này chỗ chrono rap ghi nè. Bấm bấm ngừng cái nè. Reset nè. Thì cái này khi mà nó quang dòng cái này nhảy phút nó. Đó là dòng chrono rap ha, kính sapphire nha. Cái này thiết kế độc. Rồi con này em bán 1.350.000 nha. Chịu 350k mã Q71 ha. Cho con thương hiệu Pháp nha. Máy Nhật ha, kính sapphire, bản thép đúc. 6 kim đầm tay nha. Rồi, 1.350. Này kết chụp hình trên Zalo cho em luôn. Rồi em lên cho nhà một con thương hiệu Italy. Đây cái hiệu đây nha. Vậy coi đây cho nhanh luôn. Salvatore Mara nè, Italy nè. Bản thép nè. Chống nước ba đây em rửa mặt đi mưa thoải mái ha. Đó. Thông số đủ bản thép đúc ha. Con này dán rất là độc luôn. Đó, anh em nào tay thiệt to ha mới đeo được cái dán này. Với lại thiết kế bộ kính nha, nó kính này, như kim cương vậy. Con này độc lắm, con này kiểu anh em mà thích kiểu đồng hồ mà lạ lạ, dáng lạ chốt này đúng luôn. Dây khóa bản dây lụa nha. Ừ. Dây lụa xịn luôn, dây cui à. Ừ. Nè. Cái niền nó nha, cái niền nó đẹp lắm, niền nó không biết là tĩnh điện hay là niền đá mình cũng không biết nha. Bộ rất đẹp luôn. Thiết kế cái mấy càng nhộng cũng độc. Mặt trong ha, mặt trong nó cọc số La Mã ngoài rất là nhiều lòng luôn. Với lại 6 kim nó cũng khác ta nè. Này thể thao nè. Này 3 kim chính là 3 kim đồng hồ chính này, kim lớn thể thao lệch gốc 3 giờ. Nay ngày 30 để em chỉnh lên nè. Nó kéo ra mắt giữa cũng vậy thôi, cũng đơn giản thôi. Mắt giữa nó xe lên nó 30 tỷ thôi. Nấm zin dập hiệu hết. Để em test như kim có dạ quang thôi. Con này mặt trắng ha, độc lạ nha. Anh em là thích kiểu to mà lạ lạ chốt này, lên tay quẩy. Quá chắc nha. Đúng đầm tay luôn. Bấm thể thao nè. Thể thao kim này quay nha. Chạy máy Nhật nha, máy chuẩn nha. Thương hiệu Ý, Italy, máy Nhật nha. Kính. Kính còn đẹp lắm, không sứt mẻ đâu. Kính đẹp dạng báo quét lông mèo nha. Kính giác cạnh như kim cương vậy đó. Rồi, anh em nào thích lạ lạ chốt này. Xe ngang của nó luôn là 43 43.3 nha, cái càng càng đây nè. Đó.
54 mỏng, 14 ly 4 nha. Bấm ngưng thể thao cái nè. Reset full chức năng hết nha. Rồi một con thương hiệu Ý nha, máy Nhật. Rồi này em bán 1 triệu 450 mã Q72 nha, 1 triệu 450k Q72. Cái dây này tay nào đeo cũng được nha, anh em khỏi sợ dây ngắn dây dài ha. Tay dây này về tới về lui được mà. Lên tay 7 cho nha, coi lần nè. Chắc lắm. Đeo con này đụng hàng nó thô luôn nha, con này ít lắm, ít thấy lắm nha. Rồi, 450 mã Q72. Rồi em lên tiếp cho nha. Đây, sẵn 6 kim thì em còn con này nha. Con này thương hiệu WeRed. Con này kính nó cũng gì nè, nó thiết kế cái màu nè. Cái này là cái màu kính đó nha, màu kính kiểu của nó màu hồng, màu cam này ha, màu nâu, nó tự mình coi theo cái góc nào sẽ ra màu khác ha. Đó, chứ không phải là cái mặt nó màu đó nha, đó, kính ha. Nó thiết kế ra độc luôn. Này cũng là chạy 6 kim. Này để kim kim rốn đồng hồ chính đây nè. Kim 24 giờ rồi, kim thể thao đây nè. Đó. Thiết kế rất lạ. Con này thì full đen, anh em nào hợp với màu đen á, phong thủy cái nào đó. Có nhiều anh em ta phong thủy màu đen nữa nha, thích màu đen ha, dây khóa nè. Con này bản thép thì sẽ là ngoài 1 triệu mấy nha, 1 triệu 2 triệu 3 rồi. Nhưng mà nó full full đen á, thì nó sẽ giá sẽ hơi xíu. Nó sẽ dưới 1 triệu 950 thôi. Đó. Con này thì dòng WiRed nè, nó là chuẩn của dòng Senko ha. À, linh kiện phụ kiện tất cả là của Nhật hết nha. À, lắp ráp nhà máy đặt ở China nha, bắt đầu mới ship về thị trường nội địa Nhật ha. Dây khóa đây. Còn mới lắm. Con này kiểu hàng cũng anh Nhật anh đeo một hai lần cũng có cắt dây rồi. Con này dây tầm 18 thôi. Lên tay quẩy nè. Anh em mà thích kiểu mặt lại hợp với cái màu hồng được nè. Anh em thích kiểu sáng. Còn mới. Nói chung hàng si mình thấy nó mới còn mới là thấy nó đẹp nha. Xe ngang của nó là 43, nếu mà kho đo thẳng luôn 42 nha. Con này chuẩn 42 á. Chịu đứng luôn là 49.8 mỏng 12 ly 3 bên hông ở đây. Rồi con này bán 950 thôi, 950k mã 01 ha. Nó tiền nào của nấy nha. 950 mã 01. Rồi em lên cho nhà một bản Swatch Swiss siêu mỏng này dành cho nói chung là mấy anh nam thích mình đeo ha, nó là dạng cái lắc. Đó, nam nữ dùng chung. Nhưng mà cái này phải to nha, tay phải 16 đổ lên nha, 16.5 đổ lên tự tay 17 nè. Cái này dây này còn tới 17 vừa nha, 17 17 năm vừa nè. Nó cái khóa nè. Nó lên tay 7 nha, nó dạng lắc. Đó, mấy chị phải tay ú ú xíu nha, còn mấy anh thì phải tay 17 như em là đeo nè. Đó, chắc không? Swatch Swiss chuẩn thụy sĩ siêu mỏng nha, cái bản này thì cái nhà sạch Google mấy này mắc tiền lắm vậy, nó thiết kế nha thấy nè. Quá mới luôn. Cái này hai cộng bên đây là kiểu là tao mạ vàng ở trong là thép, nhìn nó sang lắm, mấy này lên tay sang lắm nha. Nè, Swatch nó thụy sĩ nhá ha, cứ mình đeo ta thấy thương hiệu là biết thụy sĩ rồi. Mỏng mỏng như cái kiềng vậy luôn nha. Con này pin xịn mới lắp được nha, tự nó là rất mỏng, pin rất mỏng nên phải dùng cái pin xịn. Cái máy thụy sĩ cái nhà thấy nè, có nhiều anh em hỏi xem máy thụy sĩ coi thế nào nè, nói vậy luôn nha, máy chắc lắm, ghi Swiss mát, thông số đủ ha. Rồi này dành cho mấy chị nữ tay ú ú xíu ha, với lại mấy anh nam thích kiểu đeo cả dạng lắc á. Giờ tay 17 đeo bình thường nha, chốt cái này. Rồi con này thì siêu mỏng rồi, xe ngang của nó luôn là 33.5 mỏng nè, có 29 nữa nha, đứng luôn là 37.5 ha, độ mới ok đây. Rồi con này em bán nhà giá 750 mã 064 nha, 750k 064, nhìn này mới không. Rồi ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em, nói chung có nhưng mà ít lắm nha, độ mới cao cũng ít lắm nha. Rồi mỏng thì con này nha, con này thì nó là dòng điện tử, ví dụ cái nhà đang nó đang này là nó đang đo cái gì nha, nhiệt độ cái gì em cũng không biết nữa, nhưng mà mình bấm qua đây cái là coi giờ nè. Đó này em chỉnh rồi, chỉnh ok rồi, ví dụ đang giờ nè, mình ấn giữ nè, nó chớp nè. Đó này nó mình chỉnh giờ nè, bấm vô chỉnh 10 24 hoặc 12 nè, mỗi lần muốn chuyển đi mình ấn giữ cái là chuyển đi nó chỉnh giờ nè. Đó, rồi muốn chuyển đi nè, đó, đó ấn giữ ha, còn muốn chỉnh là nhấp nhấp từ từ đó, lên 13 rồi chết rồi, bấm lại cho lâu nó cứ nhấp là đi nè. Rồi để em chỉnh lại 12 giờ ha, đó, 11 12 nè. Rồi muốn chỉnh qua giây phút á, này đã đang giờ giờ nè, chỉnh qua phút ấn giữ nè.
Đó, nhảy phút nè. Rồi chỉnh đơn giản thôi, cứ nhấp liên tục nó sẽ nhảy ha. Đó, rồi án qua đây nè, rồi án cái nè, rồi quay lại giờ bình thường nè. Nè, chuyển qua đây là coi cái này đo gì nha, nó vẫn chạy á, nhưng mà em nghĩ là nó đo gì không hiểu, nhưng mà bấm vậy là coi giờ nè ha, nhưng mà nó ra rất là mỏng, con này cũng lạ lắm nên em sẽ bán. Thì cũng coi giờ bình thường, nó là xì quá xì quýt Thụy Sĩ nhưng mà điện tử ha, nè mỏng tăng nè. Mặt sau đây vẫn là chạy máy V8 thôi. Máy ghi thông số máy V8 xì quýt mát nè, nắp mở cái thay pin ha. Rồi nó cũng mỏng tăng dây cao su nè, dây còn đeo chán hay nha, mới còn mới nè, dây cao su kiểu cao su mịn á, này kiểu này em sưu tầm nhiều nha, hoặc là mình đeo không đụng hàng bình thường, coi giờ bình thường. Rồi một con Swatch Switch điện tử độc lạ, xe ngang của nó luôn là 33.6 mỏng, con này mỏng nha, 3,5 ly thôi, quá mỏng. Rồi, con này 3 4 ly đi, tính 4 ly nha, quá mỏng. Rồi con này em bán nha 500 nha, 500k mã 065. 500k 065, cái này thường anh em sưu tầm nè. Nó nhảy lên này coi nó đo nhiệt độ hay gì không hiểu ha. Này giờ mình nghiên cứu này nha, còn này mình bấm lại qua đây là coi giờ nha, nó bình thường nha. Dù muốn coi giờ bấm nhẹ cái là coi giờ, nó hiển thị lại nè. Muốn hiển thị cái màn hình đó, nó bấm này. Mặt nó hơi xanh, mặt xanh điện tử rất độc. Rồi, xì quá xì quýt nha, em lên cho nhà bản này đi. Đây, một con xì quá xì quýt Thụy Sĩ, con này bản full thép luôn. Cái này cũng là thép nha, nhưng mà ở trong là phối kiểu màu nâu nha, màu nâu ha, nâu cà phê chứ không phải là màu đen nha. Ở ngoài nhìn màu nâu nha. Này bản full thép nè, độ mới cao lắm. Phải, cái khóa dập hiệu nè. Niền cũng còn đẹp nha. Này cũng còn ok, này kiểu có nó có xíu đây kiểu chốc si chốc sơn nha, có chốc sơn xíu, có báo nè, có báo luôn, để này mình về cái sau tới sau lui ha, à, sẽ biết thấy rồi, có báo rồi thì đỡ bỡ ngỡ nha. Bên hông nè, kính zin không sứt mẻ, dẫn báo vết lông mèo ha, dây khóa ở đây cũng đẹp nè. Thì em quay nha, hàng si thì em quay vậy là quá kỹ rồi, anh em mình cứ xem video, chịu khó xem video xíu nha, từ từ mua cũng được nha, từ từ mua cũng được ha. Bên hông ở đây, nấm này, mặt sau này, switch mát vẫn là chạy máy V8 thôi, nắp mở cái thay pin ha, còn phay xước nè. Thì con này nó rất là độc nha, nó sẽ khác những kia là lịch ngày nằm góc mai giờ, lịch thứ nằm góc 9 giờ nha. Đó. Mặt xám xám với khói nha, cũng đổi màu nha. Mình nhìn nghiêng qua đây là hơi nâu xíu, nhìn qua đây hơi xám xíu nè. Mặt cũng đổi màu xíu ha, để em test thì có dầu quang, có dầu quang nha. Mấy dòng này chuẩn hãng ơi, anh em mà thích đeo đồng hồ mà chuẩn hãng á, không có làm chốt mấy này xì quá xì quýt ha, nó không bán thương hiệu cho nào, nó chuẩn Thụy Sĩ luôn. Xe ngang 36.5, chịu đứng luôn là 42.1 nha, mỏng rồi. 102 ha. Đó. Dây con này thì dài rồi, dây 18 á. Con này dây chắc 19 luôn nha, 19 vừa khuyến cáo 18 năm thôi, so với cái mặt này dây quá dài ha. Rồi con này thì em bán nhà giá 700 nha, 700k mã 045 ha. 700k 045, anh em nào mà sưu tầm chưa có lịch nè, lịch hai bên nè, chốt cái này, độ mới cũng ok, bản thép đúc. Rồi em lên tiếp cho nhà một đây dòng Renault đi, con này là thuộc dòng Citizen nha, mặt xanh nha. Con này có nhưng mà độ mới với lại màu xanh vậy rất là ít nha. Anh em mà chơi dòng Citizen Renault á, chưa có mặt xanh là chốt này, con này kiểu mặt xanh mực, cọc số dạ hoàng ha. Đây đó, lịch dạng niên ấy nha, pin năng lượng lịch dạng niên nha, toàn thân là full titanium luôn, nó mà độ mới titanium nó vậy bên hông ở đây phay xước nè, phay xước còn nguyên si nha, con này nó mới lắm, kính zin không sứt mẻ, có lông mèo nha, em có báo có lông mèo ấy nha, lịch dạng niên ha. Con này thì lắp ráp Thái Lan ấy nha, cách in Thái Lan là vẫn là chạy máy H415 thôi, mặt sau nha, thấy uy tín không? Thí dụ anh em mà sưu tầm á, mình có bỏ mắc hơn 100-200 ngàn mình sưu tầm con này cũng rất là đáng tiền nha. Tự mấy con này có nhưng mà hiếm lắm, kiếm chiếc thứ hai cũng hơi mệt đó. Đó, bởi vì mình bỏ thêm 100-200 ngàn rất là đáng nha, đáng đồng tiền ha, để em test dạ quang lại cho. Kính là có lông mèo nha, con này kính có lông mèo, có báo, anh em kỹ về bu lìa còn thôi, để gì hàng xì gì rất là đẹp.
Dây cũng còn dài lắm. Con này dây 18 nha, 18 vừa, 17 17.5 ha, đeo thoải mái ha, lên tay nè. Mặt xanh luôn. Lịch vạn niên pin năng lượng nha. Anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ dòng này cứ báo em gửi video qua cho ha. Xe ngang của nó 38.4 nè, nếu mà đo rè phải hơn 39.6 ha. Chuẩn nó là 38 á nha. Được càng luôn là 42.6 mỏng. 9 ly 2. Đó. Rất là nhẹ ha. À, anh em mà dị ứng với bảng thép inox mồ hôi muối chốt mới này 850k mã 070 nha. 850k 070. Rất đẹp, ít thấy lắm. Rồi sẵn CDN Reduno lên con CDN nha. Con này là pin năng lượng luôn, thì nó là thuộc dòng cao cấp của CDN này, kính sapphire ha. Lịch vạn niên kính sapphire pin năng lượng nha. Kính kính nó có lớp đó chống chói màu xanh lá cây nha. Thì lịch vạn niên ngày tháng thiếu tháng đủ gì dạng bước qua ngày mới ha. Nói chung là mình xài mấy dòng lịch vạn niên là không cần chỉnh lịch cái nha. Phay xước nè, thấy cái này không, còn phay xước chưa có vết lông mèo gì đó. Dây của nó đây hàng si gì quá đẹp này. Nói chung cái con này thì em sẽ bán nhỉnh hơn những cái con mà 850 900 hoặc là 1 triệu, biết sao từ cái độ mới nó cao. Ví dụ mấy dòng này cả nhà mua mắc hơn 100.000 mà đổi lại cái độ mới cao cũng sáng xứng đồng tiền nha. Với lại mình khi mà nhận hàng á mình vừa ý ha, nè Atesa nè, chứ đừng nghĩ là sau con đó giá rẻ quá con này giá vậy nha. Đó, mình phải so sánh độ mới ha. Con này là H4110 cũng y như nó chạy cũng như cái con Reduno đây, nó không khác gì đó. Nè. Con này cũng dòng CDN mà có nhiều anh em cứ nghĩ là khác, không có ha, giống nhau nè, mắc in sao băng lắp ráp sản xuất trong nước Nhật nè, mặt sau thấy uy tín rồi. Này thì dành cho những anh em tay như em 17 như em đổ đổ về đeo đẹp nha. Dây thì còn 18 ha, lên tay nè, mặt trắng cọc số học trò cho mấy chú đứng tuổi cũng được, đeo siêu bền. Thì có nhiều anh em hỏi cái dòng pin năng lượng này sau này hết pin thì có thay được không. Shopee bán nhiều nha, anh em nào mà chưa biết cái đường link của bán pin này cứ báo em. Cục pin này nếu mà ở nhà mua phải 380 gần 400 đổ lại, nhưng mà cái đổi lại mình mua cái giá mắc giá cao á mình sẽ xài được rất lâu ha, mấy năm á nha. Còn thí dụ đồng hồ thường á mình thay một cục pin 100.000 150.000 cũng xài có năm mấy thôi cũng hết pin thôi. Năng lượng thì mình mua cao thì mình xài lâu thôi, bù qua sức lại cũng vậy nha, không có gì khác ha. Rồi con này thì 1.200.000 năm 1.200.000 chứ, 1.200k mà 031 nha. Nó có nhiều anh em nghĩ pin năng lượng ngại, ngày xưa không có chứ sau này là bán nhiều hết rồi nha. Cứ mình cứ thoải mái chơi mấy dòng này ha. Xe ngang 37.8 như 38. Chịu đứng luôn là 45 mỏng. 9 ly rưỡi nha. Mới lắp bên hông ở đây. Rồi con này em bán ngày 1.200.000 nha, 031. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi cũng cái dòng đó luôn nhưng mà con này cái mẫu khác, cũng là bản titanium nha. Con này là cũng titanium nha, titanium nha, titanium hết á, thép máy bay á. Con này cũng vậy có lớp chống chói nè. Con này thì lớp chống chói màu xanh xanh dương, mặt của nó dạng như mặt trắng sữa nha, có dạ quang. Con này anh em mà thích sưu tầm mấy dòng CGN chưa có mẫu này chốt này. Nói chung cũng có nhưng mà cái mẫu này ít ít thấy lắm, cũng là lịch vạn niên. Còn mấy dòng này em chỉnh ok nè, lịch đúng hết rồi. Phay xước nè, phay xước không tùy theo độ mới nha. Cái niền nè, niền thì nhìn nghiêng có lông mèo thôi nhưng mà ở ngoài nhìn bình thường nha, chứ không có gì đó, tự mình nhìn dưới ánh đèn á nè. Còn mới cỡ này dây khóa nè, khóa dập hiệu nè, cái khóa nhà thấy nè. Mặt sau đây vẫn là chạy H410 thôi, Duratest dòng cao nè, mắc in sao băng lắp ráp sản xuất trong nước Nhật, mặt sau uy tín luôn. Dây cũng 18 thôi, dây 18 đổ lại lên tay chắc. Đeo mấy này thì siêu bền nha, có 1.000.000 so với con hàng mới nha, mua mấy này quá hời. Anh em đã từng mua những con này mới ha là biết biết giá trị nè. Xe ngang của nó là 38 mỏng 9 đi tư, chịu đứng luôn là 43.4 ha. Ngày xưa thì không có ai biết chỉnh máy này hoặc là ít ai chia sẻ cách chỉnh giờ. Sau này là YouTube chia sẻ cách chỉnh giờ nhiều nha. Pin là bán đại trà, nên anh em mà dị ứng với pin năng lượng á, mình nên trải nghiệm mấy dòng này đi. Mình dùng sưu tầm đồng hồ mà phải có này có kia nha, nó mới hay ha. Kính kính sapphire nha, kính sapphire ha. Rồi con này em bán nha 1.350.000 mà 033 nha, 1.350k 033 ha.
nhẹ lắm, nó bản titanium thép máy bay. Rồi em lên tiếp cho nhà. Đây con này nha, con này thì anh em bữa mấy mấy anh em sao hỏi nè, hỏi hôm bữa là bán rồi á, nhưng mà anh trai ảnh tay anh nhỏ quá, ảnh hô con này thì tay anh nhỏ quá, anh thấy nó đẹp mà nhỏ quá nên quay đầu thôi nha. Đó, thì cứ cọc 100k quay đầu cho em thôi. Casio nè, cọc cọc chứ nhưng mà cái vừa ý hay không là cũng một phần nha. Độ mới nè, kính zin đẹp không sứt mẻ, kính đẹp luôn dạng báo quách lông mèo. Con này vừa kim dưỡng tử, đặc biệt nó có đèn tự động nha, để chút cho nhà xem đèn tự động. Nó thuộc dòng cao nè, Edifica nè, thuộc dòng cao nha. Dây khóa nè, mặt sau đây, đáy sấy thông số đủ hết. Con này nó có mã là EF X10, mình chụp hình sạch Google là ra này nha, tìm hiểu thêm xíu ha, cho kỹ nha, bạn sắp đốc. Con này nó xài được hai dòng pin nha, hiện tại là nó đang là chạy pin năng lượng ha. Ví dụ mà sau này mấy nhà mà hết pin á, mình có thể lắp pin thường cho nó, hình như nó chạy là pin 2016 nha. Cứ lắp pin thường như bình thường nha, có nhiều anh em dị ứng với pin năng lượng á. Nó được xài được hai dòng pin nha, hiện tại là pin năng lượng nha. Thì con này á, mình kéo núm ra nè, mình chỉnh giờ là bình thường nè, cứ kéo núm ra rồi chỉnh ba kim bình thường nè, không có gì khó đâu. Này đơn giản lắm, để mình chỉnh cho đúng giờ. Đó, chỉnh tới chỉnh lui nè, đó, chỉnh đúng giờ nè. Rồi, để cho cái kim dây nó qua cái vậy qua chủ nhân tử đó, rồi đẩy kéo ra nè, thì mình kéo ra mình chỉnh cái kim giờ ha, chỉnh giờ xong ha, rồi mình thấy cái này chớp mà đây, tức là đang chỉnh dây á, rồi bấm này nè, chỉnh dây thì mình chỉnh bằng nút này nó chỉnh nè, rồi bấm này qua chỉnh giờ nè, bấm bằng nút này chỉnh chỉnh luôn cho đó 13 nè, đơn giản lắm, không có gì khó đâu, con này dễ lắm. Rồi em chỉnh lại số 12 nè, bữa nay hiện tại là 12 giờ nè, chỉnh lại số 12 đó. Rồi này bấm ra chuyển qua phút nè, đó đơn giản ha. Rồi án qua đây là 24 hoặc 12 nè, bấm lại 5 nè, chỉnh nè, 5 chỉnh rồi ha, bấm cái nữa nè, bấm nút 8 giờ nha, để ý lưu ý cái tay mà để ý nè, tháng nè, ngày nè, thì nếu mà sai chỉnh nút 2 giờ ha. Rồi cái này là chỉnh thêm cái gì đó, đó này chỉnh tiếng Anh nè, quay lại giờ bình thường nè, rồi đẩy vô thôi, để em chỉnh, để em bấm qua cái phút nè, 58 ha, rồi chỉnh cái này 58 cho đúng nè. Đó, rồi đẩy vô thôi. Rồi xài bình thường, nút đèn là nút 2 giờ ha, nút đèn này. Nó pin khỏe còn đèn sáng nè. Đèn gốc 6 giờ, gốc 12 giờ ha. Thì khi mà mình án giữ luôn á là cái nút ruồi nè, thấy nha, thấy nút ruồi đang nổi lên là tức là tối mình đeo tay mình lắc tay đèn tự sáng nè. Lắc tay đèn tự sáng tức là có đèn tự động ha. Còn nếu mà không thích á mình cứ án giữ cái nút ruồi, cả nhà thấy chỗ điện tử nó lặn xuống nè. Án giữ 5 giây lặn xuống nè. Đó, tức là mình tắt đèn tự động ha. Đó, đó là cách mở đèn tự động nha. Thì con này độ mới ok, dây cũng còn dài lắm. Này dây thì 19 luôn nha, 19 19,5 luôn. Thì em có khuyến cáo nha, cái nhà mình để ý giúp em ha, thì anh trai nó hô tay anh hơi nhỏ đeo không xứng, nhưng mà cái tầm con này nha, 16 đổ lên ha, 16 đổ lên đeo đẹp nha, tay 17 nè. Từ cái càng nó cấp xuống nha, cấp xuống đó. Đó. Thì khi mà quay về nha, cũng là mắt của em là hơn tuần rồi, hơn tuần nha, cái cơ hội bán hàng cho mấy anh sao thấy không, mất mất thời gian của em, với lại quay đầu về 100.000 đã trả ship rồi chứ em đâu có nhận được đâu nha, có giao quan nè. Bởi vì mình xem hàng em quay bỏ công quay video nè, mình xem kỹ giúp em, này mới lắm, nên em thích cái mấy cái dòng này, chốt cái này vừa ý liền, nó thuộc dòng cao quá. Rồi con này thì quay đầu về ha, thì cũng là cọc thì cũng trả ship rồi, em sale nè 900 nha, 900k mã N98 98 độ mới cao, nó đang là pin năng lượng nha, dù sau này anh em không thích pin năng lượng lắp bình thường nha. Rồi, 900k mã N98 ha. Hay kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên mới quýt nha, quýt Tề Thiên, quýt Nhật nha, quýt máy Nhật, con này như con siêu không, con này độ mới cũng cao nè, anh em mà hay sưu tầm quýt đó, chốt này, cái hình này là hình Tề Thiên nha. Anh em là tuổi khỉ nữa, tuổi khỉ chốt này ha. Tề Thiên mặt sau này, em mặt trước nè, à, hình Tề Thiên ha, rồi, full zin nó vậy á, máy Nhật. Thì bên em máy nào bán máy đó yên tâm nha, xe ngang của nó là 46.6 mỏng 13 ly. Có nhiều anh em cũng đã mua bên em cũng hoang mang nữa, nhưng mà em sẽ bao ha, cứ máy mà em báo máy Nhật mà về mở ra máy Trung Quốc nữa cứ báo em, nói chung là Trung Quốc em cũng bán được nha, máy máy trắng máy đen bán vẫn được, tiền nào của nấy thôi, chủ yếu là anh em ta mua kiểu sưu tầm nhiều nha, sưu tầm mấy dòng nè, tao mua nhiều
Dạng như quà tặng nữa, biếu nữa cũng được. Nhưng mà nói máy nào cũng vậy, cái nhà xài mà kiểu không có vô nước nó bền dữ lắm. Đồng hồ mà đã từng xài, anh em từng xài là biết rồi. Rồi con này thì em bán 250 mã Q8 ha. 250k mã Q8 nha. Rồi con này thì quýt lạ lạ nè, từ nào giờ thì anh em sưu tầm quýt tròn nữa. Con này thì tròn nhưng mà cái dáng nó như đồng xu vậy. Đó. Ở sau nó cũng bản kỷ niệm của Nhật cái gì. Cái này kiểu nó vàng hồng nha, nó vàng hồng nha, mặt vàng cũng mới nhật luôn, ba kim vậy đó. Rồi, con này thì lạ lạ, xe ngang nó 41.7 mỏng 11 ly. Rồi 250 mã quy chính ha, 250 mã quy chính. Con này thì cái máy xịn, con này nó có lịch luôn nha, lịch gốc 6 giờ, cọc số La Mã. Nó thuộc dạng quýt nhỏ nhưng mà cái nhà có thể là móc khóa cũng được ha. Cái này hình như nó chạy máy to, máy pin chính hay không, máy quýt mà nó xài pin chính hay không là cũng xịn nha. Này tĩnh điện nha, tĩnh điện. Cái màu nó kiểu hơi nâu nâu xíu. Rồi anh em kiểu thích mấy nhỏ gọn là bỏ túi này cũng hay nè. Móc chìa khóa nó cũng hay. Có lịch nha, gốc 6 giờ lịch lọc á. Xe ngang của nó 30 309 31 mỏng 9 ly. Rồi 200 mã Q11, 200k Q11 ha. Rồi một con này thì móc khóa, quýt móc khóa nhưng mà nó đặc biệt đó là nó có dạ quang số này. Nó vừa soi khỏi soi đèn mà sáng nha. Đây. Đó. Này con em cũng sưu tầm dữ lắm. Nó kiểu có dạ quang nha. Con này máy Nhật luôn, mặt sau đây. Con này cũng bản kỷ niệm nha, có thường á cả nhà cứ để ý á, cái đồng hồ nào cũng vậy, khi mà nó ghi trên đây là tiếng Nhật nguyên hàng dài, nó ghi số nè, là bản kỷ niệm hết à. Nó thường cái kiểu thông số nó vậy á, máy Nhật ha. Này, cái dây này dựng móc khóa rồi 200 mã Q10 nha, 200k mã Q10. Xe ngang của nó là 34 mỏng 7 ly 3, 200k Q10. Rồi con này thì ở ngoài đây nha, ngoài đây kiểu nhìn như là gì, kiểu gì nè, mã não cái gì nha, hoặc là cái gì đồ mồi sao đó, nó tùy theo anh em thôi. Con này thì máy Nhật đen nè, có ghi nè, D là chữ đen nè, nó máy nào bán máy đó. Cái này to kiểu anh em cũng sưu tầm đi. Xe ngang của nó luôn là 40 45 đi, mỏng 7 ly ha, cũng to nha. Ở trong nó có hình con gì kiểu đây con rùa nha, con rùa này con phụng cái gì đó. Cái này cũng ý nghĩa vậy đó nha. Con này bán 175 170k nha, mã Q12 nha, chuyển khoản là bao ship ha. Cứ bên em là mấy chục trăm gì nha, chứ chuyển khoản em bao ship cho. Rồi em lên tiếp cho nhà hai con này đi. Hai con này thì Nissan thương hiệu Mỹ. Hàng này thì dành cho những anh em mà tay vừa thôi, tay 16 đổ lại thôi nha, có báo ha. Con này để em test tay trước cho. Nói chung con này thì tay 17 em đeo vô được nè, nhưng mà nó ôm. Nó ôm nha. Nó ôm ha, nói chung là hơi ôm xíu nha nha. Thì tất nhiên là tay 16 đeo thoải mái, em có khuyến cáo tay 16 ha. Nếu mà anh em ở nhà mà có mẫu này, có mắt dây này thì mình sẽ chốt ha. Con này thì lắp dây da là không được nha, tự cái càng nó đưa ra, anh em chế dây da thì nó tự tự mình. Con này là dây thép ha, tay 16 đổ lại thì nó sẽ giá sẽ rẻ hơn nha, độ mới đó nè, nó phay xước nè, kính đẹp đó nha, kính đẹp không sứt mẻ ha. Đó, kính nè dẫn bóng với lông mèo luôn, thiết kế mặt trong như 3D vậy nè. Rồi con này thì 17 đeo ôm không có lỏng không gì, nó tức là ôm quá nha. 16 đeo thoải mái ha, có báo ha. 16 là em đã trừ hao cho anh em đeo cho thoải mái xíu đó. Xe ngang 39 mỏng là 104. Đứng luôn là 42 nha, độ mới đây. Cho nhà xem độ mới phay xước đó nè. Nên giá rẻ nha. Nó bởi vì đồng hồ mà nó dây nó ngắn á, dây nó ngắn nè, giá cân nhắc rẻ lận ha, chứ không phải là cứ con nào cũng báo dây dài cái bắt đầu bán cao không có nha, bên em cứ báo vậy ha. Đó, tay 16 đô lại đeo ok nha. 450 mà 060 nha. 450k mà 060 ha. Đó, ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em luôn. Đó, mới lắm. Nissan là thương hiệu Mỹ. À, con này thì màu đen. Con này cũng vậy luôn. Con này nói chung đeo nhưng mà nó sẽ chặt hơn con kia nha. Nói chung vô 17 được nhưng mà nó chặt hơn con kia, chặt lắm. Nên anh em tay tầm 16 luôn, cũng cỡ 16 nhưng mà 15.5 nha. 15.5 đeo thoải mái nha, 16 là đeo vừa luôn á. 15.5 đeo thoải mái nè, tay 17 em đeo cũng được nhưng mà nó chặt hơn con kia xíu ha. Khóa dập hiệu nè. Nó full đen nè.
Nói chung hai con này thì độ mới cao lắm, để mở ra tự nó hơi chặt xíu cho quay kỹ cho nhà xem ha. Đây bên hông nè, nó tĩnh điện á, tĩnh điện mà còn phay xước là biết mới rồi. Nấm ở đây, kính này chưa có gì hết. Con này thì cái kim dạ quang thôi, hai kim dạ quang cọc số trắng tối thấy đường ha. Dây khóa nè, nấm giật khóa dập hiệu hết á. Mặt sau đây mấy dòng này em bao nhà chuẩn máy Nhật ha. Nhiều anh em hỏi máy gì máy Nhật cả nha. Dòng Nissan này nó nổi tiếng nha, nó thương hiệu Mỹ mà. Xe ngang của nó này hơi to nha. Con này thì 41.5, nhưng mà con này đặc biệt là lắp được dây da ha. Chịu đứng luôn là 46 nè, cái đầu dây nè. Đó, anh em thích dây da chốt này, dây 24 nha, 24 là ok luôn á. Mặt lòng chảo, độ mới cao lắm. Rồi con này thì 400 thôi, đó, 400k mà 061. Giá em cân nhắc đó nha, còn anh em mà có ý định mà kêu bớt nữa thì thôi mình không hỏi được nha, mình không nên hỏi luôn, tự em cũng không bán đâu, mình hỏi gì mất thời gian rồi bắt đầu anh em kiểu nó không có vui nữa, không bán cái anh em kiểu không vui á, đó, như vậy ha. Rồi nữ nha, em lên cho nhà một con nữ, The Clock House 1964, con này pin năng lượng nha, cọc số số thẳng phối số La Mã luôn, có lịch nha, con này có lịch gốc 3 giờ dành cho mấy cái nữ kiểu thích dây da mà bản kiểu mấy dòng mà thương hiệu á, The Clock House nè, nó dòng Citigen chốt này, pin năng lượng nha, đó, thông số nè, solar ha. Độ mới cao lắm. Nói chung là cái này cũng chị Nhật cũng xài rồi nè, cái này nó hở xíu nè, có báo nha, cái này là dán được ha, này nếu mà này, có gì em dán lại cái này cho, tự đi phát hiện là dán thế nha, tự có nhiều trường hợp á nó còn nguyên như bên đây nè, như cái này em đang quay thì em thấy thì em sẽ dán lại nè, như còn nguyên nè đó, chẳng lẽ giờ em đi xé ra nha, em xé ra thì em dán lại thì cũng kỳ cho em, nó tự nó còn nguyên si mà chắc sinh nó còn mà, thì cái trường hợp mà về anh em đeo á nó có lỡ bung gì nè đó, bung gì ha, thì mình cái mua cái keo mà dán dày á, dán là ok, dán cứng dữ lắm, tự em có dán rồi, dán kiểu như nó dính dữ lắm, nó mềm nó dính ha, nó có báo thì nó ấy vậy nha, có báo ha, nhưng giờ cái này là nó bị vậy sẽ em sẽ dán lại cho nhà ha. Đó, còn bên đây thì nó không có nha, không có ha, có trường hợp em bán như mấy con vậy nè, về mấy ảnh đeo xíu hoặc đeo 1 2 ngày nó bung á, thì có máng vốn thì em cũng đồng ý thì cái lỗi bên em, nhưng mà do là cái hàng si nha, để ý ha, nó là cái chất zin của nó luôn, thì đó chẳng lẽ giờ em mở ra em kiểm tra nó thì nhiều quá sẽ em không kiểm tra được, nếu mà cái nhà có hỗ trợ thì cứ hỗ trợ giúp em, còn không thôi cứ gửi là em dán dây lại cho, chứ không có gì hết, chứ không phải là nó bị đứt ngang hoặc là gãy ngang hay sao nó không xài được, con này là xài được hết nha, cái dây zin nó mình xài được hết á, do đồng hồ si để lâu nó sẽ là bung keo nha, cái dòng dây da nó sẽ dị ha. Con này thì độ mới ok, mặt hồng niền, cái niền của nó màu kiểu nè, đó, màu hồng nha, niền đẹp lắm, con này mới đó, thường cái này kính tao phê luôn, kính đẹp nha, nhưng mà không bao đâu, kính đẹp cho mấy chị nữ á, mới mới vậy nè, khóa bớm nè. Mấy chị nào thích đeo bản dây da chốt mấy này. Rồi cái này thì em sẽ dán lại cho nhà ha, dán lại đẹp luôn á, cứ yên tâm ha, chừng nào mà dây gãy dây gì là em mở ra luôn, em bỏ luôn, đã đeo không được mà, con này đeo bình thường nha. Đó, cả nhà ví dụ mua vậy mình hỗ trợ giúp em ha. Đó, rồi xe ngang của nó là 24.7 mỏng 7 ly mặt hồng, rồi con này em bán nhà giá, con này thì em bán nhà giá 600 đi, 600k đi nha cho nó dễ nha, pin năng lượng nha, mã Q70 600k em dán dây lại ha. Rồi em lên tiếp cho nhà một con này nha, con này dòng pin năng lượng nè, Leonel, nó dòng Citigen luôn, nó chạy máy Citigen pin năng lượng 2 lịch. Anh em mà đeo đồng hồ mà kiểu làm biến thay pin á, dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối á, chốt này bản titanium này, phay xước nè. Đó. Cái này là lắp dây da dây thép bình thường nha, cái đầu này, đầu 20 nha. Dây khóa nè. Full zin siêu nhẹ luôn, mặt sau đáy sấy titanium toàn thân luôn. Pin năng lượng ha, được cái là 2 lịch cho mấy chú đứng tuổi coi giờ cũng hay nữa. Mặt đen bao công, có dạ quang chấm bi để em test coi. Có dạ quang chấm bi nha. Nhà thấy cái này còn phay xước không? Titanium mà phay xước nha. Tức là độ mới còn cao, chưa đến bóng xi ba vậy nè, bên hông ở đây. Cái nhìn em hô hàng titanium không có xi ba được. Ở Sài Gòn người ta xi ba phay xước được hết cả nhà. Xe ngang của nó 35, chịu đứng luôn là 41 mỏng.
9.6, con này độ mới cao, giá bình dân cho anh em đeo 400k, mã 062, 400k như cái nhà mua cục pin vậy. Mới lắm. 400k 062 nha, giá bình dân rồi. Thì bên em cân nhắc giá nha, cái nhà ta cảm thấy giá ok mình chốt ha. Rồi một con Senko nha, con này dòng radio nè, em con này thì em không có gà sống, con này nó chạy từ Nhật về luôn. Em chỉ đổi cho múi giờ của con Bangkok nằm ở phút 58 đúng là chạy đúng, lịch của nó đúng luôn. Lịch vạn niên từ Nhật về luôn. Pin solar năng lượng ha, kính sapphire nha. Mặt con này nhà thấy nè, nó đổi màu ha, nhìn đây là hơi trắng, nhìn qua đây mỡ gà nè. Phay xước 4 góc nè. Phay xước còn nha. Dây thì dây của Nhật luôn, từ Nhật về có hiệu nè, nhưng mà không có dập hiệu Senko ha, có báo ha. Ừ. Thì hàng sao báo vậy nha, anh em mình thuận mua thì vừa bán thôi. Đó, mặt sau đây. Radio control ha. Dây dài lắm. Dây này tới 19 cũng được nha. Thì nên con này sẽ giá rẻ xíu nha, nếu mà nó con này mà nó dính luôn bộ dây zin thì ở nhà biết rồi, nó sẽ ngoài con này thì 750 nè, nó sẽ là 950 hoặc là 1 triệu 100k nữa, tùy theo độ mới thôi. Nhưng mà con này thì 750k mã 016 nha. 750k ha, dây dài. Này về chỉ đeo thôi. Còn em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ nó đó, đó. Giá này là bình dân rồi, mua trải nghiệm đeo siêu bền. Cái pin năng lượng thì cái nhà khỏi có, nói chung là đeo làm biến thay pin á là nên chốt máy này. Tự cái mấy cục pin này tự nói chứ nó sẽ bền lắm. Nó đã mấy năm chưa xin dây gì nó đó. Anh em đã từng mua đồng hồ bên em mà 1 2 năm mà biết nó này vẫn chạy tới giờ luôn. Thì có trường hợp vẫn hết pin bình thường vẫn có nha, chứ không phải là con nào cũng phải chạy hoài. Nó pin năng lượng mà. Xe ngang nó là 38 chấm 39.8, nhưng mà chuẩn con này là 39 nha. Chuẩn con này là 39 á. Chịu đứng luôn là 42.8 mỏng. Nó 9 đi 3. Vẫn có trường hợp anh em hết pin nha, thì hết pin thì em sẽ hướng dẫn mua cục pin lắp vô xài tiếp thôi. Đó. Bên hông ở đây. Rồi con này em bán 750 thôi mà 016 nha, giá bình dân. Rồi một con Swatch, con này được cái là hai lịch ha. Chứ lại cái ngoài đây nha, nó bằng kiểu vải á, bằng vải, nó thiết kế dây zin đó nha, dây zin đó ha. Con này thì được cái hai lịch nam nữ dùng chung, được cho mấy bé đeo học, mấy chị đeo bình thường. Cọc số học trò mà màu xanh nha, kim xanh, kêu kêu nung xanh nha. Được cái là hai lịch ngày thứ luôn nha. Nè, cái máy Swatch đây. Anh em thích xem máy nè, nó mua mấy con này về ngắm cái máy chạy luôn. Nắp mở cái thay pin ha. Dây khóa nè. Máy này cái nhà khỏi sợ hỏi chuẩn hãng nha, cái Swatch mình cứ mua xài, nó là dòng chuẩn hãng Thụy Sĩ mà, không có hàng nhái đâu, đâu có nào dám nhái nó nha. Rồi xe ngang của nó luôn là 33 mỏng 9 ly 4. Rồi 280.063 nha, 280k 2063 có lịch nha, có lịch nha. Nam nữ dùng chung được. Đây một con điện tử, con này thì có sạc rồi, sạc Google, nó điện tử máy tính nè. À, mới là 720, 720 luôn á. Con này thì cái màu của nó nha, màu kiểu màu trắng sữa nè. Màu này sạch, đeo sạch. Cái màu nhìn dễ chịu nè. Full zin đó nè. Bên hông đây. Có mã cái nhà sạch Google, cái mình tìm hiểu mình mua cũng được, không sao á. Thời buổi 4.0 rồi. Nó mã là CA nè, 53W ha. Cái sạch là Casio CA53W là gan này liền. Nó là vừa điện tử vừa máy tính hay nha. Chỗ này dơ cái giùm lau nè, dơ mới lau rồi nè. Giờ còn mới lắm, con này 90 luôn, 90%. Cái này thì đang giờ bình thường nè, bấm cái này cái nè. Bấm máy tính nè, 3 nè. 3 cộng nè. 3 cộng 2 nè. Bằng đây nè. Bằng 5 nha. Bấm ở đây reset đây nè. Rồi bấm qua đây cái là này là coi giờ bình thường nè, bấm máy tính nè, bấm báo thức nè. Này chỉnh thêm múi giờ thế giới nè. Này bấm giờ thể thao nè. Quay lại giờ bình thường nè, đơn giản thôi. Thì con này mới ấy, nhà sạch cái sạch Google ha, 720. Con này thì độ mới cũng 90 nên giá sẽ rẻ hơn xíu ha nha. Thay vì mình đi mua con mới thì mua con này thì ok ha. Xe ngang 33.9 mỏng nè. 7 ly 9. Đứng luôn là 41.8 ha. Cái cục pin là từ Nhật về nha, tự nó trong lô về nó sẽ chạy vậy luôn. Thường mấy cục pin zin á, cái nhà đeo đồng hồ Casio tự biết rồi, nó tuổi thọ nó cao lắm, mấy năm luôn á, mấy năm chưa xin nhê luôn nha. Là con này em bán 350 mà 069 nha. 350k 069 cho anh em thích đeo số rầm Casio vừa điện tử vừa máy tính ha. Có nhiều chức năng, mua cho mấy bé đeo đi học cũng hay lắm.
Rồi điện tử thì em lên cho nhà một con Senko nha. Anh em nào mà có kiểu điện tử Casio, chưa có điện tử Senko chốt này, mấy dòng mà chuẩn hãng này, chuẩn hãng. Thì đang giờ bình thường nè, bấm qua đây cái này. Chrono Rap bấm vào thể thao nè. Này là chỉnh thêm cái gì nha, chỉnh thêm cái múi giờ gì đó. Này Chrono Rap. Này chỉnh thêm gì nè. Này điểm ngược nè, bấm vào điểm ngược nè. Báo thức nè. Này xem múi giờ thế giới nè, nè, rất là nhiều múi giờ thế giới luôn ha. Đâu coi bấm đâu. Để bấm giờ thế giới với nhà xem mày. Nè. Đó, múi giờ thế giới nè, bấm nút này nè. Nó xem được rất là nhiều múi giờ thế giới nha. Quy chi Chicago gì đó mới nãy có đó đọc được đọc nha. Đó. Rồi, rất là hay ha. Ở Việt Nam mình coi được nhiều múi giờ thế giới ha. Đó, bấm là giờ bình thường nè. Time là giờ bình thường, bữa nay thứ bảy nè. Đó. Này mới lắm. Này anh em mà thích cái màu này nè, hợp với màu xanh đột chuối nè, chốt này. Nấm nè. Độ mới cao nè. Thì em quay nhà biết nó mới rồi, con này kiểu hàng trưng bày luôn á, mặt sau đây. Thì linh kiện phụ kiện của Nhật nha, lắp ráp nhà máy China bắt đầu mới xuất cho thị trường nội địa Nhật nha. Thì em cũng báo luôn cái dòng này nha, cái dòng điện tử sau này của Senko nó không có là lắp ráp trong nước nha, không có lắp ráp sa băng đâu, nên cả nhà khỏi tìm khỏi tìm dòng này mà lắp ráp sa băng không có nha, nó lắp ráp China hết nha, bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật nha. Nhà máy đặt ở China ha. Cái khoa dây của nó nè, Senko nè, nó hiệu của người ta dập đầy đủ hết nha. Nó cũng như iPhone thôi, linh kiện phụ kiện sau này ngày xưa cũng vậy nha, cũng ở China không, lắp ráp nhà máy China hết chứ không phải dây khóa mới. Rồi con này dáng cũng lạ, đeo cũng nói chung không đụng hàng đâu. Mấy dòng này xe ngang nó là 45.6 mỏng 13 ly. Đứng luôn là 52 nha, này mới lên tay nè. Nói chung anh em mà thích dòng điện tử á, cũng nên mình sưu tầm, nên nên sưu tầm một con gì mình đeo. Có này có kia nha. Rồi, 650 mã V84, 650k V84 ha. Rồi cái này là dành cho anh em thể thao. Đó, dây khóa nè. Thể thao siêu nhẹ chống thấm mồ hôi nữa đó, đạp xe đạp nữa, hoặc là mấy bé đeo đi học, mấy bé mà kiểu thích đeo đồng hồ ba kim á, chứ có nhiều bé lớn này họ không, mấy bé nó không thích coi giờ điện tử nữa, kiểu người ta thể hiện người ta lớn á, ta coi giờ kim ha. Đó, đó, chốt này siêu bền là nó nha, máy Nhật được cái là hai lịch luôn. Độ mới đây, mặt sau đây. Đó, con này mã MRW 200H là gan này. Nè, nhìn thấy cái này là biết cái con mới. Nếu mà đeo nhiều nó sẽ mòn, có dấu mòn và bóng, kiểu dấu bóng. Con này còn còn phắng luôn mà. Do nằm trong lô dơ thôi, kính zin đẹp không sức mẻ dẫn bóng với lông mèo ha. Này, con này xe ngang đo chuẩn luôn nha, khỏi đo rè 42 nha, đo chuẩn luôn. Rồi 400k mã 067 nha. 400k 067. Siêu bền đó. Rồi con này thì con nãy là mặt trắng, con này mặt đen cọc số học trò trắng kim của dạo quan thôi. Ý, số học trò luôn nha, dạo quan số học trò luôn, hai lịch gốc 3 giờ ha. Niền cũng xây được á, niền nó xây được nha, dây khóa cũng đẹp. Trong hai con độ mới giống nhau à, mà thích màu thôi, mấy bé mấy anh thích màu thôi được rồi. Mặt sau đây thì thay vì cái nhà mua một con đồng hồ điện tử ở Việt Nam á 400-500 ngàn, nó cũng hàng thường thôi, đâu qua mấy này nha, mình mua mấy này thì về đeo siêu bền này, chủ yếu độ bền thôi, còn mấy anh kia cái nhà đeo đã từng mua đeo trải nghiệm là biết rồi, nó cũng đâu có bền nhiêu đâu. Casio ha, kính còn đẹp luôn, không sức mẻ dẫn bóng quanh lông mèo. Rồi 400k 068 nha, 400k 068 ha. Rồi thì em lên vô đó nha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.